Chuyện tình Hồ Ly là một bộ phim do Hồng Kông Trung Quốc sản xuất, những hình ảnh ma mị của yêu quái Hồ Ly kèm theo những hình ảnh 18 cộng nóng bỏng. Vào những năm 1979 mà Hồng Kông đã sản xuất ra những bộ phim ma kinh dị kèm theo hình ảnh cấp 3 cực nóng bỏng như thế này. Bộ phim sẽ có hai phần. Phần 1 phim nói về những binh sĩ ngày xưa đang tìm một họa sĩ tài năng để có thể hoàn thành bức vẽ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Nhưng những binh sĩ này đã bị yêu quái quyến rũ. Phần 2 sẽ nói về một viên tướng đầu thai xuống trần gian thành một chàng trai thư sinh, Miêu Hoa đã đầu thai thành yêu quái, định mệnh tình duyên đã khiến cho họ gặp nhau. Đánh giá về bộ phim thì có thể nói những bộ phim 18 cộng ngày xưa thuộc dạng kinh điển, với những cảnh quay chỉn chu, diễn viên thời đó nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhiều chàng trai đam mê không phải xem phim mà đam mê nhan sắc của diễn viên trong phim. Yo, quick.